Xin chào các bạn đến với chương trình Tự học đệm guitar điệu Bolero bài số 15. Ở bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mẫu đệm số 2. Và mẫu đệm số 2 này được suy ra từ mẫu đệm số 1. Vì vậy các bạn phải nắm vững mẫu đệm số 1. Nếu như bạn nào không nắm vững mẫu đệm số 1 thì các bạn hãy quay lại bài số 2. Tôi đã hướng dẫn rất chi tiết ở đó, cho nên ở đây tôi đi rất là nhanh. Và mẫu đệm số 2 này chỉ khác mẫu đệm số 1 ở một chỗ, đó là ở nhịp số 3. Thì thay vì ở mẫu đệm số 1 các bạn đàn ngón trỏ, thì ở mẫu đệm số 2 này các bạn thay thế ngón trỏ đó bằng ngón cái. Vì vậy ở mẫu đệm số 2 này thì mỗi một ô nhịp chúng ta sẽ có hai tiếng bass. Tiếng bass ở nhịp số 1 và tiếng bass ở nhịp số 3. Và theo tôi dự đoán thì mẫu đệm số 2 này sẽ nhận được nhiều dislike nhất trong cái list mà tôi hướng dẫn các bạn về Bolero. Vì các bạn thấy mẫu đệm số 2 này không có gì là hay, không có gì là mới mẻ. Nhưng tôi lưu ý với các bạn là mẫu đệm số 2 này rất là hay. Các bạn hãy tập mẫu đệm này và tôi sẽ chỉ ra cái hay và cái lợi hại của mẫu đệm này ở các bài học tiếp theo. Bây giờ chúng ta đi vào phần thực hành trên đàn guitar. Đây là mẫu đệm số 1. 1, 2, 3. Thì nhịp số 3 chúng ta đàn ngón trỏ. Bây giờ ở mẫu đệm số 2, thay vì đàn ngón trỏ, chúng ta sẽ thay thế bằng ngón cái như sau. Vậy, toàn bộ mẫu đệm số 2 như sau. Đó là hết một ô nhịp. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành với phần có tiếng trống. 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành chuyển hợp âm La thứ sang Rê thứ sang Mi bảy, trở về La thứ và kết thúc. 1, 2, 3, 4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.